Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Green Happiness, kênh thủy sinh của Việt Nam. Hey yo, hôm nay thì trong video lần này của mình sẽ muốn giới thiệu với các bạn về một đề tài cũng đang rất là hot gần đây. Đó là các bạn có thể sáng tạo ra những cái mô hình tiểu cảnh, ngôi nhà rất là đẹp. Giống như một người bạn của mình ở trên Facebook, đó chính là bạn Vũ Thạch Dương đã tạo nên một cái mô hình nhà sông nước miền Tây phải nói là hot trend trong thời gian vừa qua. Và hôm nay trong video lần này của Green Happiness thì mình sẽ cùng với các bạn đi để giải mã mô hình nhà mang tên Vũ Thạch Dương này các bạn nhé. Để làm ra những mô hình nhà như của bạn Vũ Thạch Dương chia sẻ trong video này thì chúng ta thấy rất kỳ công phải không ạ? Thế nhưng mà các nguyên liệu mà chúng ta có thể làm ra những cái mô hình nhà này thì lại không hề khó khăn trong việc tìm kiếm. Thứ nhất là để làm ra những cái phần bộ vách, bộ khung cho nhà ở đây thì chúng ta có thể sử dụng một cái tấm mà mình đã từng giới thiệu với các bạn rồi. Đấy là cái tấm Formex đây này. Đấy, mình đang có một cái tấm Formex ở đây. Và các bạn thấy đấy, cái tấm này thì mình trước đây là mua cả một cái tấm to ở cái cửa hàng bán đồ quảng cáo ở gần nhà mình á. Thì người ta bán những cái tấm Formex to như này, mua như hơn 100.000 đó. Thời gian gần đây mà các bạn ngồi nhà, chúng ta thấy là hàng quán đóng cửa hết rồi thì chúng ta đành phải đặt hàng trên mạng thôi. Bên Shopee mình cũng đã tìm thấy có những cái đơn vị họ bán những cái tấm Formex này, và các bạn có thể đặt họ ship tới những cái tấm nhỏ nhỏ thôi, và về chúng ta sẽ dùng dao dọc giấy nhé. Các bạn có cái dao dọc giấy, các bạn cắt từng miếng ra. Chúng ta dùng cái tấm 3 ly hoặc 5 ly đều được. Thế nhưng mà để làm những cái mô hình nhỏ nhỏ như thế này này thì mình nghĩ là dùng tấm 5 ly thì nó sẽ chắc chắn hơn. Về hơn nữa rằng những cái tấm mà mỏng quá thì nhiều khi nó hay bị cong vênh, nên là chúng ta dùng cái tấm 5 ly mình nghĩ là phù hợp. Và để gắn được các cái miếng Formex này vào với nhau tạo thành cái bộ khung nhà như thế này này thì chúng ta sử dụng rất đơn giản, đó chính là keo 502 ạ. Những nguyên liệu này thì chúng ta có thể dễ dàng là chúng ta có thể ở nhà các bạn có sẵn rồi, hoặc là chúng ta đặt mua ở trên mạng thì đều có đấy. Chúng ta chỉ cần lấy keo 502, chúng ta gắn các cái nguyên liệu này vào với nhau thì sẽ có sự kết nối rất là chắc. Đấy, mình nghĩ rằng 502 là chắc nhất rồi. Bởi vì là các anh em mà học về hoặc là làm về lĩnh vực về kiến trúc, về thiết kế đấy, thì các bạn sẽ thấy không còn xa lạ gì nữa với việc tạo ra những cái mô hình nhà bằng Formex. Mình tạo ra những cái ngôi nhà mà làm ra những cái cảnh quan, ví dụ như là vùng thôn quê dân dã chẳng hạn, trông rất kiểu Hương Đồng Gió Nội đúng không? Hoặc như là Vũ Thạch Dương đã làm cái mô hình mà theo kiểu mô hình nhà nổi ở trên sông, ở khu vực chợ nổi ở đồng bằng sông Cửu Long chẳng hạn, thì những cái mô hình đấy nó gợi ra những cái hình ảnh rất là đẹp của đất nước con người Việt Nam chúng ta. Đấy, thế thì khi mà chúng ta ghép các cái tấm này vào với nhau thì sau đó mình thấy rằng là các anh em sẽ có thể trang trí tạo ra cái bức tường như kiểu là bằng vách nứa đấy, thì bằng một cái nguyên liệu cũng rất là thú vị, đó là các cái que kem. Mà ban đầu xin thưa với các bạn rằng là Tuấn có một cái suy nghĩ rất là ngây thơ rằng là không biết là liệu phải ăn bao nhiêu cái que kem như thế này thì mới có đủ cái phần que ở bên trong để mà ghép vào ngôi nhà. Hóa ra khi mà mình search thử ở trên mạng mới biết là người ta bán nguyên cả một bịch, cả 1 kg luôn, toàn là những cái que như thế này. Về chúng ta tha hồ mà cắt, mà ghép vào mô hình. Quá đã luôn các bạn ạ. Đấy, thế còn cái phần mái là cái phần mà ban đầu mình cũng thắc mắc nhất. Thì khi mà xem video của Dương chia sẻ thì mới biết là hóa ra là chúng ta lấy cái miếng bìa. Chúng ta lấy cái miếng bìa, sau đó là chúng ta tách đôi ra thì nó sẽ tạo ra được cái phần ở giữa cái miếng bìa, nó sẽ có các cái đường gờ như là cái mái tôn luôn. Chúng ta cắt ra làm 3-4 lớp, sau đó chúng ta xếp lên nhau, tạo thành cái phần mái trông như kiểu là mái tôn 3-4 lớp luôn ấy, rất là tự nhiên. Tuy nhiên các bạn biết rằng cái phần bìa như thế này này thì nó sẽ không chống nước. Vì thế là thứ nhất, khi mà chúng ta tạo ra các cái mô hình liên quan đến nước thì chúng ta tránh để phun ẩm trực tiếp vào. Hoặc là thứ nữa đó là gì ạ? Khi mà chúng ta làm ra những cái mô hình mái như thế này này thì chúng ta mua cái loại sơn, hoặc là mua cái loại gọi là màu nước. Tốt nhất là nên mua màu nước thì chúng ta trang trí nó sẽ rất là dễ. Hoặc là các bạn có thể mua loại màu acrylic thì chúng ta sẽ chống nước, chống ẩm tốt hơn. Nhưng mà các bạn biết là dùng bìa để làm mái tôn thì không thể nào mà chống nước tuyệt đối được. Vì thế là nếu muốn tốt hơn nữa thì các bạn có thể cắt cái phần vỏ lon nhôm của lon nước ngọt ra ấy, hoặc là lon bia. Sau đó thì chúng ta dùng đũa, chúng ta uốn thành các cái nếp gập giống như là trên mái tôn, và sau đó thì chúng ta ghép vào cũng thành một cái mái thì rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà có điều là khá là mất công đấy ạ. Mình thấy rằng là những cái mô hình nhà như thế này thì không những là nó rất là thú vị khi mà chúng ta tự mày mò sáng tạo, mà còn là một cơ hội để cho
trong một gia đình, ví dụ như là vợ chồng này rồi con cái này, có thể cùng sáng tạo với nhau. Và không phải chỉ là những mô hình nhà sông nước này, mà ngay cả các bạn thích làm những mô hình nhà tầng này, hoặc là thích làm theo kiểu biệt thự này, hoàn toàn là chúng ta có thể bắt tay ngay và để chúng ta làm được. Còn vấn đề về trang trí thì như các bạn thấy ở đây là chúng ta hoàn toàn có thể dùng dây thép mảnh này, để sau đó là chúng ta uốn này, tạo thành những cái đoạn dây phơi, dây treo này, hoặc là uốn làm những cái phần móc treo quần áo, hoặc là uốn làm cái phần anten, cột anten ở đây. Đấy, rồi là chúng ta có thể sử dụng các cái tấm vải thừa này để làm quần áo, để treo lên. Hoặc là mình hay gợi ý các bạn là dùng cái gạc y tế, nó lưới lưới đấy, cảm giác như kiểu là đang treo lưới, hoặc là những cái mảnh vải cũ. Còn những cái chum, cái chậu này, rồi là bát ăn cơm này, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng đất nặn. Mình có thể mua những cái loại đất sét tự khô ở trên Shopee, mà các bạn cũng sẽ thấy ngay các cái video hướng dẫn đấy, để nặn tạo hình ra những cái chum này, cái vải này, hoặc là bát ăn cơm này, thì để nguyên đấy, sau một ngày nó sẽ khô cứng và tạo thành thành phẩm chúng ta có thể trang trí cho tác phẩm của mình. Mình với cả Dương có trao đổi khá là nhiều trên Facebook, và hai anh em rất muốn là có thể là cùng nhau làm một video để chia sẻ với các bạn về việc thiết kế những cái mô hình nhà như thế này. Nếu mà không có dịch bệnh thì chắc chắn là mình sẽ đến Hải Dương để thăm bạn ấy rồi đó. Và rất cảm ơn Dương đã gửi cho mình những cái đoạn video bạn ấy quay lại quá trình mà thiết kế và làm ra những cái mô hình nhà sông nước như thế này. Mình mới có cơ hội để chia sẻ và giải mã cùng với các bạn. Rất mong là trong thời gian nghỉ dịch, chúng ta sẽ có thêm những cái phút giây để gia đình gần gũi hơn với nhau và có thêm những cái tác phẩm tuyệt vời trang trí trong không gian gia đình hoặc là trong những cái mô hình bể cá tiểu cảnh các bạn. Đến đây thì video của Green Happiness xin phép được kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và đừng quên đăng ký kênh của mình và xem ở dưới phần mô tả, mình đã có chia sẻ về những đường link để giới thiệu về những địa chỉ shop mà đang bán online các cái sản phẩm. Các bạn có thể tiến hành đặt mua về. Video của mình đến đây xin phép được kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye.